chào 500 anh em, lại là Phẳng đây. Các ông ạ, nếu như thời nay, việc phạm tội có khi chỉ bị trả giá bằng tờ 200.000, thì ngày xưa mà nhất là vào cái thời Trung Cổ ấy, nó lại được thay thế bằng những màn tra tấn vô cùng man rợ. Từ việc cho động vật xé xác hay là xiên người như xiên thịt, rồi có cả những màn tra tấn không gây thương tích, nhưng cũng đủ khiến con người ta như chết đi sống lại. Tất cả đều đã từng một thời trở thành nỗi kinh hoàng ám ảnh trong giới tù nhân. Vậy thì đó là những kiểu tra tấn như thế nào? Có thứ gì lại khiến con người ta khiếp sợ đến như vậy? Nếu các ông cũng đang tò mò, thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay bây giờ nhé! Thứ nhất, tra tấn bằng chậu. Mặc dù là nghe thì có vẻ nhẹ nhàng đấy, một cái chậu thì có thể làm được gì cơ chứ? Nhưng thực tế thì hình thức tra tấn này đã từng một thời trở thành nỗi khiếp sợ cho những tên tội phạm. Các tù nhân phạm tội sẽ được đặt vừa vặn trong một cái chậu gỗ và thứ duy nhất được thò ra ngoài chính là khuôn mặt. Sau đó binh lính sẽ đổ đầy sữa bò và mật ong lên mặt phạm nhân. Để làm gì ư? Để thu hút những con ruồi nhặng đậu lên đó và đẻ trứng. Chưa hết đâu, trong thời gian hành hình, các binh lính sẽ bắt phạm nhân ăn thật no cho tới khi nào họ có nhu cầu giải quyết. Và đương nhiên là các phạm nhân sẽ phải phóng uế ngay tại chính cái chậu gỗ ấy. Cứ như vậy cho đến khi nào cái chậu ngập tràn phế thải của họ. Và rồi điều gì đến thì các ông cũng biết rồi đấy. Mùi hôi thối của sản phẩm bài tiết cộng với sức tấn công của những chú ruồi bẩn thỉu. Chẳng bao lâu chiếc chậu ấy sẽ đầy giỏi bọ. Tội phạm nằm trong đấy không chết vì do mùi thì cũng chết vì nhiễm trùng hoại tử mà thôi. Thứ hai, cọc xiên người. Không giống như màn tra tấn vừa rồi, thì với cái tên cọc xiên người, có lẽ đã đủ để các ông biết được cách thức hoạt động của hình thức tra tấn này rồi đúng không nào? Đây là một phương pháp tra tấn được ra đời dưới sự phát minh của bà tước Vlad. Kẻ luôn được biết đến với cái tên là Dracula. Thậm chí, Vlad còn xem những màn tra tấn này như một trò tiêu khiển phục vụ cho bữa ăn của hắn thêm phần ngon miệng. Theo đó thì tù nhân phạm trọng tội sẽ bị ép phải ngồi lên trên những chiếc cọc sắt có đầu nhọn hoắt. Sau đó những chiếc cọc sẽ từ từ được nâng lên và đâm xuyên qua người. Tốc độ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cân nặng của những tên phạm nhân. Thường thì những người phải chịu hình phạt này sẽ không chết luôn, mà họ sẽ phải chịu đau đớn trong suốt 3 ngày liền rồi mới chết vì mất máu và thủng lục phủ ngũ tạng. Tiếp theo sẽ là một phương pháp giết người không dao vô cùng kinh dị. Thứ ba, tra tấn bằng chuột. Ở thời xưa, nếu mà không muốn đôi bàn tay này nhuốm máu thì thường người ta sẽ nghĩ ra nhiều cách xử lý tội phạm tử hình, và một trong số đó chính là giết người bằng chuột. Cách thức này được sử dụng phổ biến dưới thời đại của Elizabeth bởi những tín đồ công giáo La Mã. Cách thức thực hiện thì vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Trước tiên, tội phạm sẽ phải chui vào trong một cái lồng sắt đặt trên những hòn than nóng. Tiếp đó người ta sẽ thả những con chuột lên khắp cơ thể của phạm nhân, thường sẽ là trên đầu hoặc trên bụng, và cuối cùng là nung nóng chiếc lồng bằng sắt kia. Khi nhiệt độ nóng lên, theo bản năng thì bầy chuột sẽ tìm lối thoát bằng cách gặm nhấm cơ thể của tù nhân. Và thế là những tên tù nhân bị hành hình này, kể cả không chết vì bỏng thì cũng chết vì bị chuột gặm. Thứ tư, tứ mã phanh thân. Tứ mã phanh thân hay còn có cái tên khác là tứ mã phân thây. Đây là một hình phạt được coi là ghê rợn nhất dưới thời phong kiến Trung Hoa. Để thực hiện hình phạt này, người thi hành sẽ buộc tứ chi của phạm nhân vào 4 sợi dây, rồi nối vào 4 con ngựa ở 4 phía. Đến khi hành hình, các binh lính sẽ thúc ngựa phi ra 4 hướng. Và thế là thân thể của phạm nhân cũng từ đó mà bị xé thành 5 mảnh, gồm đầu, thân và tứ chi. Đôi khi, nó cũng có một biến thể khác là ngũ mã phanh thây, với con ngựa thứ 5 được cột vào cổ phạm nhân. Tiếp theo là một minh chứng cho khả năng độc ác của con người có thể đạt tới đỉnh điểm như thế nào. Thứ năm, bánh xe Catherine. Như các ông đã biết, thì bánh xe là một trong những phát minh vĩ đại trong lịch sử loài người. Hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội loài người đều sẽ thay đổi rõ rệt từ khi có sự xuất hiện của bánh xe, trong đó bao gồm luôn cả phương thức hành quyết dã man này. Theo đó thì vào thời Trung Cổ, người ta đã nghĩ ra cách sử dụng bánh xe để tra tấn phạm nhân. Người xưa gọi đó là bánh xe Catherine. Trước tiên, tay và chân của phạm nhân sẽ được gắn chặt với các nan hoa của một bánh xe gỗ lớn. Sau đó, người hành quyết sẽ từ từ xoay chúng, đồng thời dùng búa sắt đập nát tứ chi của phạm nhân. Cho tới khi đã đập gãy nát các đốt xương, phạm nhân sẽ bị để lại trên những bánh xe đó chờ chết, hoặc là đợi chờ những con quạ hay là diều hâu đến mổ thịt. Thứ 6. Cánh đại bàng. Đây là một trong những phương thức hành quyết được sử dụng phổ biến của người Viking. Để mà xét về độ màn dợ ấy, thì có lẽ màn tra tấn này số 2 thì khó có cái nào số 1. Bởi cách thực hiện nó thực chẳng khác nào những bộ phim giết người kinh dị. Những người hành quyết sẽ lấy một con dao thật sắc để cắt da cắt thịt phía sau lưng phạm nhân. Sau đó họ chém cho phần xương sườn bị gãy vụn rồi móc ra phía sau, tạo cảm giác như một đôi cánh. Và đó cũng là lý do cái tên cánh đại bàng ra đời.
Tuy nhiên, trong một diễn biến ghê rợn hơn, thì người ta còn mổ hẳn ngực và kéo phổi của phạm nhân ra một bên thay cho phần da. Đấy, các ông thấy không? Bị kéo hết cả da thế kia thì còn gì là người nữa chứ? Nếu ông nào mà chết luôn trong lúc hành quyết thì còn may chán đấy. Bởi nếu vẫn còn sống, những người hành quyết sẽ thực hiện màn sát muối và vết cắt. Ôi thôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa rồi các ông nhỉ? Nhưng chưa hết đâu nhá. Các ông nghĩ rằng chỉ những màn tra tấn thể xác đầu rơi máu chảy mới có thể khiến con người ta đau đớn tột cùng hay sao? Thực tế thì trên thế giới còn tồn tại cả những màn tra tấn mặc dù không động đến một sợi lông, nhưng nó lại khiến con người gần như là phát điên lên và chỉ muốn đi gặp ông bà nhanh nhất có thể. Nó là gì thì mời các ông cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Thứ 7, tra tấn trắng. Đối với những màn tra tấn khác thì tôi không dám chắc, nhưng đối với cách thức tra tấn trắng này thì tôi mạnh dạn khẳng định rằng nó chính xác là nỗi kinh hãi bậc nhất trong lịch sử của mọi tên tù nhân. Những kẻ tội phạm sẽ bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ kín như bưng và hoàn toàn cách âm. Điều đặc biệt là căn phòng này được sơn một màu trắng tinh, thậm chí tới cả bữa ăn hàng ngày cũng chỉ toàn là gạo trắng đựng trong cái bát trắng. Kinh khủng hơn nữa là căn phòng này luôn được bật đèn sáng trắng 24/24, khiến cho tù nhân không phân biệt được là ngày hay là đêm. Ở trong một căn phòng xung quanh toàn là trắng, tù nhân sẽ dần cảm nhận thấy thứ ánh sáng trắng đó như đang thiêu đốt chính bản thân họ. Mặc dù là phương pháp này không hề gây ra bất kỳ đau đớn hay tổn thương nào về mặt thể xác, nhưng ngược lại thì nó lại có sức công phá ghê gớm về mặt tinh thần. Nó sẽ khiến cho các tù nhân dần sinh ra ảo giác chán đời và chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ngày nay thì cách tra tấn này vẫn còn đang được sử dụng trong các nhà tù ở Anh, Mỹ, Iran và Nam Mỹ. Những tên tù nhân đã trải qua màn tra tấn trắng này đều cho rằng di chứng mà nó để lại vô cùng khủng khiếp. Hầu hết là 99,99% số người này về sau sẽ đều rất sợ màu trắng và sinh ra triệu chứng sợ không gian hẹp. Và cuối cùng, mà các ông cùng thẩm qua phương thức tra tấn còn đáng sợ hơn cái chết. Thứ 8, tra tấn bằng âm thanh. Tra tấn bằng âm thanh hay người xưa còn được biết đến với cái tên là lời thì thầm của thần chết. Nghe thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng thực tế thì nó lại là một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Màn tra tấn này được thực hiện bằng việc người ta sẽ cho tù nhân nghe hàng loạt những tiếng ồn khó chịu vào mỗi đêm và lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian dài. Các ông cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu bị làm phiền ngày 1, ngày 2 thì có thể chịu đựng được. Chứ khi mà những âm thanh khó chịu kia lặp lại hàng tháng trời, nó sẽ khiến cho con người như muốn phát điên lên. Nhưng chưa hết đâu, khủng khiếp hơn là khi biện pháp tra tấn này lại có sự kết hợp đáng sợ của biệt giam và những âm thanh khủng khiếp lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Khi mà bóng tối và âm thanh điên dại kết hợp với nhau, chúng sẽ khiến mọi giác quan và ý thức của con người như bị điên cuồng, hoảng loạn, tới ngay cả những con người sắt đá nhất cũng phải đầu hàng. Cho nên thường thì những tù nhân chịu hình phạt này sẽ chỉ có hai kết cục. Một là tự sát, còn hai là hóa điên hóa dại. Và đó là những màn tra tấn man dợ nhất lịch sử nhân loại. Theo các ông thì cách thức nào xứng đáng được đứng đầu bảng? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nhé. Bye bye!